Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn cách mà xử lý cái video mà người ta đăng tải lại của mình ấy. Tức là họ lấy cái video của mình, họ làm video người ta ấy. Thì mình đọc cái mail cho các bạn, đây là có cái mail YouTube họ gửi cho mình. Là họ đã phát hiện ra một cái kênh họ díu lại video của mình. Đó. Bạn có cảm thấy bực bội khi người khác tải lại nội dung của mình lên YouTube mà không có sự cho phép của bạn? Thì đây là cái mail của YouTube, họ xác nhận ở một cái kênh đang díu video của mình. Thì giờ mình vào luôn cái kênh của mình để mình xem ai họ đăng tải lại. Thì các bạn vào cái Studio, các bạn kéo xuống cái visa bản quyền nhé. Hầu như kênh nào cũng được YouTube cấp cho cái visa bản quyền này. Thì đây là cái video trùng khớp đây, họ đăng tải lại cái video của mình. Các bạn nhìn góc đây vẫn là tất cả hình ảnh mà YouTube nó nhắc đến. Thì cái độ mà trùng khớp đây là 100% là trùng khớp tất cả trong video của mình. Thì giờ mình kích luôn đây, mình xem cái nội dung video đó. Mình để các bạn xem kênh đây. Đây xem kênh đây, cái kênh này đây, cái nội dung video của mình đây, mở ra. Mình ở video ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là cách mà chuyển tiền trên ứng dụng VCB đi bạn. Đó, đây mình vừa qua các bạn xem đấy. Vẫn giọng nói mình video của mình đấy. Thì mình cũng rất là bực khi người ta đăng tải lại nội dung của mình mà cũng không hề xin phép. Chẳng hạn phần mô tả này các bạn nhé. Họ cũng viết vài chữ xin phép mình để mà đăng tải lại nội dung này với mục đích gì đó. Rồi dùng bao lâu người ta tự động xóa thì mình cũng không bức xúc lắm. Có thể cho người ta mượn vài tháng chẳng hạn, người ta phát triển kênh người ta thì cũng không sao. Nhưng mà họ không nói mình một câu nào trong phần mô tả. Tạm thời mình tắt bỏ này đi. Quay lại cái vấn đề mà video trùng khớp này. Thì đây bây giờ mình có hai cách xử lý. Thứ nhất là nếu mình yêu cầu YouTube xóa cái video đi thì đồng nghĩa với cái kênh này sẽ bị một cái gậy bản quyền. Thì mình thì chắc là mình cũng không làm vậy, vì cùng ngành đồng nghiệp với nhau mình cũng không nỡ nào làm vậy. Nói chung là ai trong những lần làm thì cũng mắc sai lầm cả. Mình tha thứ bỏ cho ai được thì càng tốt thôi, chứ nó cũng không nên nặng lề quá. Nên mình sẽ chắc chắn là mình sẽ không yêu cầu xóa video này. Thôi mình bỏ qua người ta. Thì ở đây các bạn nhé, có ba mục, cái chỗ này lưu trữ, nếu bạn ấn lên lưu trữ nó chuyển vào mục lưu trữ này nhé. Còn cái bên này là mình gửi cái thư để liên hệ với kênh đấy, yêu cầu họ, tức là cái thư này thì mình gửi không yêu cầu bản quyền mà chỉ là yêu cầu cái kênh đấy, YouTube sẽ nhắc nhở kênh đấy là xử lý video đó thôi. Còn cái mục ở giữa mà cái mục xóa video thì giờ mình mở luôn mục ở giữa ra cho các bạn xem nhé. Đây toàn bộ đây, những cái tường này thì các bạn phải ghi hết thông tin, địa chỉ rồi thành phố các thứ, mail mủng các bạn vào đây nhá. Và bên dưới thì nó có cái hai vấn đề chính mình sẽ gợi ý các bạn. Nếu mà các bạn yêu cầu xóa video thì các bạn tích bên này, tức là yêu cầu cái này thì là ấn nút gửi thì YouTube nó sẽ xóa video lập tức và đồng nghĩa việc kênh đấy bị một cái gậy bản quyền trong vòng 3 tháng. Còn các bạn tích ở đây thì là YouTube nó sẽ lên lịch là 7 ngày để cho cái kênh đấy tự động xóa. Nếu mà sau 7 ngày kênh đấy mà không xóa thì YouTube nó sẽ xóa video đấy và đồng nghĩa việc là nhận một cái cảnh báo vi phạm bản quyền trong vòng 3 tháng các bạn nhé. Còn ở cái dòng dưới thì các bạn có thể đọc qua để mà hiểu, rồi các bạn tích vào cái ô nào cho đúng. Ví dụ ô giữa là thông tin trong thông báo này là chính xác và tôi nhận thức đầy đủ về hình phạt đối với hành vi khai man, xác nhận rằng tôi là chủ sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền hành động thay cho chủ sở hữu của một quyền độc hữu hay bị cáo buộc vi phạm. Thì các bạn có thể tích ở đây hoặc là bên dưới. Tôi hiểu rằng việc lợi dụng công cụ này, chẳng hạn như gửi yêu cầu xóa nội dung mà tôi không sở hữu, có thể khiến tài khoản YouTube của tôi bị chấm dứt. Các bạn cũng có thể tích ở đây. Chữ ký các bạn phải ký vào đây nhé. Đó, ví dụ mình tích cái này.
Đây là cái thỏa thuận là pháp lý các bạn nhé. Cái dòng đầu tiên là tôi thực sự tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách nêu trong đơn khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Mình có thể mình tích vào dòng giữa này cũng được các bạn nhé. Tích đã rồi, các bạn ký tên ở đây, các bạn đã nút gửi. Nhưng mà mình không 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 yêu cầu xóa, vì là tức là xóa thì người ta cũng mất công người ta làm mà YouTube, thì mình cũng hiểu là cái cảm giác bị bản quyền này nó mất trong vòng 3 tháng và để sau này người ta bật kiếm tiền cũng rất là khó. Mình không làm vậy nên mình sẽ gửi cái mail này thôi, đoán cái mail nhé. Đây các bạn nhé, thì đây là cái tên của cái người đang sử dụng tác phẩm của các bạn đấy. Còn đây là cái mail, thì các bạn sẽ nhập cái mail vào đây nhé, mail mà các bạn là muốn cho cái người này liên hệ với mình để mà thương lượng ấy, thì các bạn là nhập vào đây. Khi mà các bạn nhập mail xong thì nó có sẽ có nút gửi, ví dụ mình ấn ở đây, dụ mình ấn vài chữ đây thì sẽ đó, ví dụ mình ấn mỗi chữ này thôi thì nó có nút gửi đấy các bạn nhé. Thì các bạn phải điền đúng thông tin mail của các bạn vào đây thì ấn nút gửi, thì YouTube sẽ gửi một cái thư cho cái kênh này và yêu cầu kênh này phải xử lý video đó bằng cách gì đó ấy. Có thể liên lạc với mình để mà thương lượng với nhau hay như thế nào đấy. Thì trước tiên là mình chỉ làm cái này để hướng dẫn cho các bạn, còn cái vấn đề xử lý video này mình sẽ xử lý sau, và mình chắc chắn là mình cũng không yêu cầu xóa cho người ta, dính bản quyền thì cũng khổ cho người ta, mình cũng không làm vậy. Con người luôn luôn có cái sự tha thứ, nên mình làm này cũng nhắc luôn các bạn, bây giờ tất cả các kênh đều có cái cảnh báo bản quyền ấy. Mặc dù các bạn là có thể gì úp các bạn sửa chữa, các bạn edit đến đâu nó vẫn có nội dung của người ta thì nó vẫn hiện trong này ở góc phần trăm này, ví dụ như các bạn mà edit thì nó cũng sẽ hiện đây là bao nhiêu phần trăm trong video này bị trùng khớp. Nên là tốt nhất các bạn nên làm video tự làm tự quay, chứ đừng đi gì úp này, nó cũng bất lợi các bạn lắm, ảnh hưởng cho các bạn là chính thôi, chứ còn chủ sở hữu thì người ta chỉ cần yêu cầu xóa vào đây cái là các bạn tính bản quyền luôn. Thì video mình làm đây cũng xin được kết thúc, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Các bạn thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh, chân thành cảm ơn.